Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu con ở trong chúng, và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, một người bạn của tôi chia sẻ câu chuyện như thế này. Trong gia đình của anh là con một. Mặc dù công danh sự nghiệp thành công, nhưng anh vẫn sống độc thân cùng bố mẹ. Và khi anh bước qua tuổi 30 thì cha anh qua đời, để lại hoàn cảnh mẹ quá con côi. Mẹ anh là người đã dành cả cuộc đời của mình sống cho chồng và cho con, nên việc tinh thần của bà bị suy sụp nặng nề là điều cũng rất dễ hiểu. Và bà tìm mọi cách để bám víu vào anh. Về phần anh thì anh cũng nhận ra được trách nhiệm nặng nề của anh phải có đối với mẹ. Và anh đã thực hiện điều đó một cách rất chân thành từ năm này qua năm khác. Và thực ra cũng chẳng còn ai khác nữa để mà mẹ anh có thể cậy dựa. Khi sức khỏe của mẹ anh bắt đầu suy giảm, bà phải bán căn nhà của mình và chuyển đến khu dân cư dành cho những người cao niên. Hầu hết vào những ngày nghỉ thì anh đến đón mẹ, lái xe đưa mẹ đi một vòng ở vùng ngoại thành, rồi sau đó hai mẹ con dùng cơm tối chung với nhau trước khi anh đưa mẹ trở về căn hộ nhỏ của bà. Một ngày nọ trong cái chuyến đi dạo như vậy, thì khi anh đang lái xe dọc đường, trên con đường quê rất yên tĩnh ấy, thì mẹ anh tâm sự bằng những lời khiến anh vừa ngạc nhiên, lại khiến não trạng của anh cũng hoàn toàn thay đổi. Bà nói: có một điều gì đó thật lớn lao đã xảy ra trong cuộc đời của mẹ. Giờ đây mẹ đã từ bỏ được những nỗi sợ hãi. Trong suốt cuộc đời của mẹ, mẹ đã sợ mọi thứ. Mẹ sợ bản thân mình không đạt những chuẩn mực, không đủ tốt. Mẹ sợ bị người khác nhàm chán trong tương giao với mẹ. Mẹ sợ bị người ta loại trừ, sợ cô đơn, sợ giây phút kết thúc cuộc đời trong hưu quạnh một thân một mình. Sợ không có tiền, sợ không có nơi ở, sợ những lời đàm tiếu, những lời nói xấu của những người khác. Mẹ sợ cái bóng của chính mình. Phải, giờ đây mẹ đã từ bỏ tất cả mọi nỗi sợ hãi đó. Mà nghĩ lại, sao lại không bỏ được chứ? Bởi vì mẹ đã mất tất cả. Mất chồng, và khi mẹ lập gia đình thì mẹ đã từ bỏ việc theo đuổi địa vị trong xã hội. Mất ngôi nhà nơi chôn nhau cắt rốn, mất ngoại hình, mất sức khỏe, mất hàm răng của mẹ,
Và có lẽ giờ đây thì mẹ cũng chẳng còn gì nữa để mất. Và con trai, con có biết điều gì đang diễn ra trong tâm trạng của mẹ không? Bởi vì mẹ không còn sợ bất cứ điều gì nữa, nên giờ đây mẹ cảm thấy mẹ hết sức là tự do theo cách thức mà mẹ chưa hề cảm nghiệm được trước đây. Mẹ rất vui, mẹ rất hạnh phúc, bởi vì mẹ đã từ bỏ được mọi nỗi sợ hãi. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh bắt đầu lắng nghe kỹ những gì mẹ anh nói. Và anh cũng cảm nhận được điều gì đó mới mẻ nơi mẹ, một sức mạnh mới, một trí tuệ sâu sắc hơn mà anh muốn đón nhận. Lần tiếp theo, anh chở mẹ đi và anh thưa: "Mẹ ơi, mẹ dạy cho con điều đó đi. Dạy cho con cách làm sao sống mà không sợ hãi." Bà sống được thêm 2 năm nữa, và trong những năm đó, những lần anh đưa mẹ đi dạo cũng là những lúc mà anh học bài học không sợ hãi từ mẹ, từ sức mạnh mới ở trong mẹ mà trước đây anh không thể đón nhận được. Và khi mẹ anh qua đời, người bạn của tôi mất đi sự hiện diện thể lý trên trần gian của mẹ anh. Nhưng anh đã mô tả những gì mẹ anh đã cho anh trong những năm cuối cùng của cuộc đời của bà. "Mẹ tôi đã sinh ra tôi 2 lần. Một lần cho tôi làm người và một lần làm cho tôi nên người." Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, không dễ gì để từ bỏ những nỗi sợ hãi, cũng như không dễ để dạy người khác làm như vậy. Bởi vì nỗi sợ hãi nó bám chặt lấy mỗi người chúng ta. Bởi vì trong phần lớn cuộc đời của mình, chúng ta sợ rất nhiều thứ. Bởi vì chúng ta có sở hữu, có quá nhiều thứ mà ta sợ nó mất đi. Và quả thực trong thực tế, cái nỗi sợ hãi nhất đó là cái nỗi sợ chết. Chứ dẫu biết rằng điều này không ai có thể tránh khỏi, trước sau không sớm thì muộn, không trẻ thì già, cũng sẽ phải đến. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, là người Công giáo, chúng ta không bỏ qua cái chết. Chúng ta để cho chính bản thân của chúng ta đối diện với cái chết, và chúng ta đương đầu với mọi khó khăn của cái chết. Và điều này quả thực là khó. Tuy nhiên, Giáo hội vẫn tin nhắc nhở chúng ta trong các nghi thức tang lễ Công giáo, cũng như là trong ngày hôm nay khi mà chúng ta cử hành thánh lễ tưởng niệm những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta, cho chúng ta một cái viễn cảnh lớn hơn về sự sống và cái chết. Cái chết không phải là lời phán quyết cuối cùng của một đời người, và tử thần đã bị gục ngã bởi Đức Giêsu Kitô phục sinh của chúng ta. Khi cử hành tang lễ hay trong ngày cầu nguyện cho các linh hồn, những gì chúng ta cử hành đều nhằm diễn tả tâm tình và tâm trí của những người đang hiện diện chung quanh đây, có thể đang phải đối diện với những mất mát của sự ra đi gần đây của một người thân, hay đang ngậm ngùi nhớ lại những ký ức xem chừng như khó phai mờ mà ta có được với người thân yêu đã ra đi. Thì tất cả những nỗi đau buồn này chúng ta đều quy hướng về lời hứa đầy hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho những ai thuộc về Người. Vì thế chúng ta hãy tiếp tục chiêm ngắm Đức Giêsu trên cây thánh giá. Ngài vì yêu thương đã trao ban trọn vẹn,
Có thể nói Ngài đã vét cạn chính mình để trao hiến toàn thể cho nhân loại, để cứu độ chúng ta, để cứu chúng ta khỏi ắt nô lệ của tội lỗi và nhất là cái chết. Thế thì là những người Kitô hữu, những người đi theo Chúa Giêsu Kitô, những người được thuộc về Chúa Kitô, chúng ta cũng hãy tập sống buông bỏ. Chúng ta hãy sống một cách nhẹ nhàng, thanh thoát với những của cải vật chất trần gian. Chúng ta hãy tập trao ban trong yêu thương để chúng ta không còn phải sợ hãi nữa. Bởi vì chúng ta xác tín rằng cái chết là cái đáng sợ nhất thì chúng ta cũng không sợ. Bởi vì qua cái chết chúng ta được sống lại với Đức Giêsu Kitô, Đấng đã yêu thương chúng ta và Ngài đã chết để cứu độ ta, Ngài đã sống lại để ban lại sự sống vĩnh cửu cho chúng ta. Amen.